Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người coi mấy con cá bé to của mình đã nuôi. Bây giờ khoảng là 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Ngồi dậy sớm hơn mình thì nhớ coi video đi nha. Nhờ gì nhớ bấm cái chuông và bấm like cho mình để mình coi, để mình có động lực mình làm thêm. Cái tàu mình rất là nhiều chứ không có cái nào không cùi. Đây là con xanh cực kỳ luôn, coi tổ bọt nó coi. What the... cũng đủ lắm rồi. Cái này con sung ấy, quy ngửi xanh và bá rồi. Con này là con cá má, coi tổ bọt má trời, chức mẹ trời ơi, ghê thiệt mọi người. Con này thì ở bên kia cũng có cái tuyên tổ. Còn con bé Galaxy bên kia. Ủa cái đuôi sao vậy? Thơm bơ đâu rồi? Đây, con này mình có một con cá mình nhìn thấy ớn lại nữa rồi. Này, cái trong này. Dạ. Nè, con cá thấy ứng lạnh nhất tôi tổ bọt kia. Đó là con cá bị chào. Bị chào mà nó ăn cũng khỏe lắm mà. Bị chào mà. Thôi mình cho nó yên bình đi. Bị chào nó không biết biết gì đó. Con này là có vợ rồi nha mọi người. Con này nè, con này có cặp rồi nha. Ê, con này rất là đẹp. Khá là đẹp luôn. Mà gách đuôi rất là tội. Ba mình cứ cho nó vô đây. Giờ cái quyển hồ lớn vậy nè. Quyển hồ lớn nè. Đó. Đây mình nuôi ba đuôi rồi. Hồi xưa là mình nuôi mấy con cá này. Đi đi thế nhờ. Nên bây giờ nó đã vô đây luôn rồi. Cá mình khác hết. Đây là đun bo. Đau ơi. Ôi mọi người đừng có thấy mấy cái kiếm tuyến mọi người hết thôi nha, được không? Ấn lạnh nha, mọi người đừng nhìn nó. Này, đây là con Dumbo của mình. Đây là Dumbo đây. Đó. Đây là... cái gì đó. Mọi người thấy cái tay bên đó không? Đó, mọi người thấy cái tay không? Nó cái tay đó nè. Nó cái tay đó nè. Cái tay cánh bơi nó đó, mọi người thấy cái gì dài dài không? Đó là nó cái cục tay á. Giờ nó cục tay rồi, rất tội. Con này là con đen lùi, ui đẹp, ui xùi ui đẹp vậy. Con trắng đỏ. Trắng đỏ. Đây là con blue. Giờ nó đang làm đờ rồi. Mày lỡ đỏ, nó chạy mày ơi. Xanh thường phướng mình luôn rồi. Giờ mình có mấy con mình thích. Ở trong đây có một con vợ này, nó đã chết rồi. Con vợ này nè. Thằng chồng của con người chết quay rồi, nhìn lắm đó. Sao mình nhận nhìn này giống con rồng đó mọi người. Thiệt đó, nhìn con này như con rồng vậy á. Mẹ đi ngủ mẹ đó. Hey, đây con gia rồ nè. Đây là nguyên đàn bầy con của mình. Con mới đẻ nó. Chưa trưởng thành nó vẫn còn nhỏ. Nó nằm trên mấy lá nhựa của mình, nó ngủ chung chỉ để ra cho nó ăn. Đây là con cuốn bình thường thôi. Máy ôi, con này nhìn đẹp quá mọi người. Cái máy có trống rồi mình không biết nữa. Đấy, rồi trời ơi, con này đẹp. Con này con gì vậy? Okay. Đây là con lưu nữa, con này cũng giống với con này hơn. À con này chịu đá mà người. Con này nè, hôm trước có dứt ba con rồi. Màu đỏ, lè luôn. Đỏ nữa nha. Coi đỏ kìa. Cá
bề màu của mình. Rất mệt mỏi. Ở đây con lục vàng nó đang đi ngủ. Đây. Rồi đợi xíu mọi người. Mọi người. Mình mà đó là mất thời gian. Đây là cái ba đuôi. Đó con cái máy, con cái máy cuối cùng. Thôi mọi người đợi mình xíu nha, cái ba mình đợi xíu thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu là mấy cái thức ăn mà cho cá ăn mà nó sung thế nha. Đây, một là trùng chỉ, hai là cám. Cho cá đi, đây là cái bể màu. Ba đuôi thì đây là hộp bự nè. Bây giờ mình sẽ cho coi đèn cá bảy màu của mình. Nhà của mình đây. Bây giờ còn rất tối cho nên mình sẽ nó nhỏ. Đây bảy màu của mình. Ui một đèn. Mấy con rất đẹp nè. Con red nè. Nhằm mà có hai con màu xíu xíu xíu. Mày bèo tối quá. Mày muốn mình sẽ chọn màu có rõ hơn. Coi video đến đây là hết rồi nha. Nếu mọi người thấy hay và thấy nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ bấm like và subscribe cho mình, hay bấm đăng ký. Nếu mà mình không biết nói sao. Rồi vậy mình sẽ xin tạm biệt tại đây. Bye.